Sau một ngày mưa tầm tã tại tòa thánh Vatican, thì bỗng nhiên đến ngày lễ công nghị tấn phong 30 hồng y, thì bầu trời trở nên rực sáng và đầy nắng ấm. Vào đúng 10 giờ 30 sáng, lễ tấn phong hồng y đã được chính thức khai mạc. 30 vị tân hồng y bắt đầu tiến lên lễ đài từ phía dưới của công trường thánh Pedro. Được biết, trong số 30 hồng y được tấn phong, có một vị hồng y đến từ Việt Nam. Đó chính là đức tân hồng y Gioan Baptista Phạm Minh Mẫn, vị hồng y thứ 5 trong lịch sử của giáo hội Việt Nam. Còn các vị tân hồng y khác đến từ 23 quốc gia khác nhau trên thế giới, gồm có 7 vị đứng đầu các cơ quan trung ương tòa thánh và 19 vị tổng giám mục chính tòa và 4 linh mục thần học gia lỗi lạc đầy huân công trong công việc phục vụ giáo hội. Lễ công nghị hôm nay đánh dấu lễ tấn phong lần thứ 9 mà Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo Đệ Nhị đã triệu tập trong 25 năm qua. Tuy nhiên, công nghị lần này thu hút được nhiều sự chú ý của công luận thế giới. Xét vì Đức Giáo Hoàng nay tuổi đã cao và sức đã yếu, vì thế đợt bổ nhiệm lần này giữ một vai trò quan trọng trong việc tuyển chọn vị tân giáo hoàng tương lai. Hiện nay, Hồng Y Đoàn chỉ còn 108 vị dưới 80 tuổi có quyền tham gia vào việc bầu cử tân giáo hoàng. Và với lễ tấn phong Hồng Y hôm nay, số vị Hồng Y cử tri sẽ tăng lên là 135 vị được quyền bầu giáo hoàng trong số 194 vị Hồng Y. Từ trên cao nhìn xuống, chúng ta thấy 30 vị tân Hồng Y đã tiến vào hai hàng ghế bên phải và bên trái trên bậc đền thờ Thánh Pedro. Trên lễ đài, về phía bên trái được dành cho 149 vị đương kim Hồng Y, và phía sau các ngài là hàng trăm vị giám mục đến từ nhiều quốc gia. Phía bên phải của lễ đài là hàng ghế được dành cho các phái đoàn đại diện các quốc gia trên thế giới và ngoại giao đoàn của tòa thánh. Trong số phái đoàn đại diện các quốc gia có các vị tổng thống, phó tổng thống và bộ trưởng của một số quốc gia như Tây Ban Nha, Guatemala, Croatia. Và đặc biệt lần này cũng là lần đầu tiên chính quyền Việt Nam đã cử đại diện đến tham dự lễ tấn phong Hồng Y. Đó là ông Lê Vĩnh Thụ, đại sứ Việt Nam cạnh chính phủ Ý. Sau khi các vị Hồng Y đã tiến xong vào hàng ghế hai bên của lễ đài, thì Đức Giáo Hoàng đã bắt đầu tiến ra từ bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Để mở đầu, Đức Giáo Hoàng đã ngỏ lời chào mừng
và nói lên ý nghĩa của việc tấn phong Hồng Y hôm nay. Ngài nói, anh chị em rất thân mến, nhân dịp kỷ niệm 25 năm giáo hoàng của tôi, chúng ta họp nhau nơi đây hôm nay để dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa Toàn Năng. Xin Đức Trinh Nữ, Mẹ Đức Kitô cầu bầu cho chúng ta, ban mọi ơn lành cho chúng ta. Sau đó, Đức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã tuyên đọc danh sách 30 vị Hồng Y lên Đức Thánh Cha. Đứng đầu danh sách là Hồng Y Jean-Louis Thorin, nguyên là Ngoại trưởng của Tòa Thánh. Và tiếp theo, trong số các vị tân Hồng Y, có 3 vị Hồng Y tiến khởi từ các quốc gia Sudan, Ghana và Guatemala. Từ châu Mỹ Latin, có 3 vị từ Mỹ Tây Cơ, Ba Tư và Guatemala. Từ Bắc Mỹ, có 2 vị đến từ Hoa Kỳ và Canada. Nước Ý có thêm 6 vị tân Hồng Y, trong đó có 3 vị từ các cơ quan trung ương tòa thánh. Nước Pháp có thêm 3 vị Hồng Y, trong đó có 1 vị nguyên là ngoại trưởng của tòa thánh. Nước Tây Ban Nha có thêm 2 vị. Úc Châu có thêm 1 vị, nguyên là tổng giám mục giáo phận Sydney, là giáo phận lớn nhất tại Úc. Và từ Á Châu có 3 vị tân Hồng Y tại các quốc gia Nhật, Ấn Độ và Việt Nam. Đó chính là tân Hồng Y Gioan Baptista Phạm Minh Mẫn. Xét về các dòng tu thì có 7 vị thuộc các dòng như dòng tên Đa Minh, Don Bosco, Francisco và Thánh Tâm Chúa Giêsu. Benemeriti ecclesiastici ed alcuni collaboratori della Curia Romana. Sau khi đọc xong danh sách 30 vị tân Hồng Y, Đức Hồng Y Jean-Louis Thorin đã đại diện cho các vị tân Hồng Y đọc diễn từ lên Đức Giáo Hoàng. Đức Hồng Y nói, nguyện vọng của chúng con là hết lòng yêu mến giáo hội và cùng nhau phát triển giáo hội bước vào thiên niên kỷ thứ 3. Tất cả chúng con đều cảm thấy mình là những người tôi tớ và luôn nghĩ rằng trong giáo hội, mọi quyền hành được ban cho không gì khác hơn là để phục vụ. Thưa Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha có thể trông mong nơi chúng con. Nghi thức tấn phong Hồng Y đã được tiếp tục bằng lời nguyện và đọc sách thánh trích từ thư thứ nhất của Thánh Phêrô, nhắn nhủ các vị mục tử hãy trở nên gương mẫu cho đoàn chiên. Thánh Phêrô nói, cùng các bậc kỳ mục trong anh em, tôi xin có mấy lời khuyên nhủ. Vì tôi cũng thuộc hàng kỳ mục, lại là chứng nhân những đau khổ của Đức Kitô và được dự phần vinh quang sắp tỏ hiện trong tương lai. Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng phải hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn. Không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy. Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên. Như thế, khi vị mục tử tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh nhận triều thiên vinh hiển không bao giờ hư nát. Tiếp theo là bài phúc âm theo Thánh Marco.